Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ để đổi mới, phát triển, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chú trọng triển khai kỹ thuật mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh, nhất là đối với bệnh nhân nghèo, được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Đây là kỹ thuật tán sỏi mật qua da bằng laser đã được các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện đối với bệnh nhân bị sỏi mật. Nếu như trước kia, bệnh viện thường thực hiện phương pháp điều trị sỏi bằng phẫu thuật mở mổ, gây đau đớn cho bệnh nhân, phục hồi vết thương lâu, một số trường hợp phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Năm 2022, nhờ được trang bị kỹ thuật hiện đại, áp dụng kỹ thuật cao, bệnh viện đã tiến hành kỹ thuật tán sỏi mật qua da bằng laser, đã đem lại hiệu quả, an toàn, rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân. Trước đây một đường mổ dài khoảng 20-30 phân, một mở. Thì bây giờ chỉ cần một đường rạch nhỏ khoảng 0,5 cm để đưa một cái đường cổng, đưa máy laser, đưa hệ thống tán sỏi vào để lấy sỏi ra. Và những bệnh nhân thuận lợi chỉ có thể 3 đến 5 ngày là có thể ra viện được. Thậm chí là những cái bệnh nhân này có thể không cần gây mê, người ta chỉ cần gây tê qua thành ngực là người ta có thể làm được. Đem rất nhiều lợi ích cho người bệnh, tổn thương tối thiểu và hiệu quả thì lấy được sỏi, đặc biệt là sỏi trong gan, hiệu quả rất cao. Tôi là bị sỏi đường mật, ống mật chủ với lại đường mật gan trái và đã được vào viện tỉnh Ninh Bình khám và điều trị. Tôi thấy cái kỹ thuật tán sỏi qua da này là thứ nhất là an toàn và người bệnh là không đau ạ, phục hồi nhanh. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện nhiều kỹ thuật tương đương với tuyến trung ương như tiêm huyết tương dầu tiểu cầu, nội soi thận ống mềm tán sỏi thận, chụp và nút điều trị phì đại, lãnh tính, tuyến tiền liệt, phẫu thuật nội soi, cắt khâu, kén khí phổi. Hiệu quả từ việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày một đông. Năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám chữa bệnh, điều trị cho hơn 403.000 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh 83%. Sỏi mật là một bệnh lý phổ biến ở Việt Nam. Thì trước đây thì ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thì cái phương pháp lấy sỏi ống mật chủ thì chủ yếu là phẫu thuật. Đấy, thì trong thời gian gần đây thì được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện cũng như là sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì là khoa cũng đã triển khai được kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi. Thì phương pháp này thì cũng có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là can thiệp qua đường tự nhiên, những tổn thương thì tối thiểu. Thứ hai là những cái sỏi mật nhỏ thì khi làm nội soi mật tụy ngược dòng thì lấy cũng tương đối là dễ dàng. Trong năm 2022, bệnh viện đã chỉ đạo các cái khoa phòng áp dụng các kỹ thuật mới vào chẩn đoán điều trị để làm hạn chế ngày điều trị trung bình của bệnh nhân. Cụ thể là ngày điều trị trung bình của bệnh nhân của tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2021 là 7,8 ngày, trung bình toàn quốc là 7 ngày. Thì năm 2022, ngày điều trị trung bình của nội trú của chúng tôi là 6,9 ngày, đã giảm 0,9 ngày so với năm 2021. Và chi phí điều trị bình quân ngoại trú cũng giảm hơn. Và chúng tôi đối với đặc biệt là chi phí về xét nghiệm cận lâm sàng, chúng tôi là đảm bảo chi phí cận lâm sàng cho các bệnh nhân. Với nhiều kỹ thuật mới được triển khai, cộng với đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, luôn tận tâm với nghề, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh.